Anh Tuấn, anh tới đây làm gì? Ừ, thì hôm nay anh tới đây á, muốn nói với em á. Anh suy nghĩ kỹ rồi giữa cái chuyện tình cảm của mình á. Anh Tuấn, anh... Làm vợ anh nha. Thanh xuân như một tách trà, tặng hộp sòn giả mất bà thanh xuân. Nghĩ sao mà cầu hôn tôi mà anh cầm một cái nhẫn inox, lại còn dán hột nhựa giả vô nữa. Nghĩ sao mà tôi đồng ý lấy một người nghèo như anh? Thì giờ anh nghèo vậy thôi, chứ mốt anh giàu, anh sẽ mua hột sòn thật tặng cho em mà. Hột sòn mà anh còn mua giả được, thì tình cảm làm sao tôi dám tin là thật? Hai chuyện nó khác nhau mà Ngân. Mình chia tay đi. Em mà lại bình tĩnh đi, Ngân. Anh biết đi, tôi không có muốn gì lên mặt anh nữa. Mày quá đáng rồi đó, chỗ đông người mà. Ngân. Thôi, anh đừng buồn nha, tính thôi vậy. Thúy, đi về. Mày thích nó hả? Mày hốt nó luôn đi. Mày điên hả? Tao không bao giờ quen người yêu của bạn thân. Thì giờ chia tay rồi đó. Thì cũng không bao giờ luôn. Anh yêu giờ tôi sẽ chết luôn mà. Nhớ, giữ cái này cho kỹ, đừng có đưa cho ai. Cái này cái gì? Ê, cái này cái gì xin được cho tôi? Tôi báo cùng em. Alo. Anh bạn trẻ, nhờ anh giữ giúp tôi món đồ này đến sáng hôm sau. Cái này là cái gì? Ông là ai? Anh không cần biết tôi là ai. Anh chỉ cần biết trong túi là một vật rất quan trọng. Tôi không cần biết, tôi đem cái này giao cho công an. Tôi sẽ trả cho anh 50.000 đô. 50.000 đô? Ông nói thiệt hả? Thưa quý vị, theo tin mới nhận, hoàng tử đất nước Gia Lai nhiều tài nguyên vừa bị đánh cắp một tài sản vô cùng quý giá mang tên Da Vinci. Và hiện tại chúng tôi đã có mặt nơi đây để tìm hiểu rõ về nguyên nhân chấn động này. Thưa ông, nghe nói bảo vật Da Vinci đã bị đánh cắp, vậy buổi triển lãm sắp tới sẽ như thế nào ạ? Thì hôm qua đã có kẻ đột nhập lâu đài của tôi và lấy nó đi. Nhưng bọn chúng quá mạnh và quá nhanh, vị sĩ của tôi không trở tay kịp. Nếu anh giữ giúp tôi món đồ này an toàn đến sáng mai, tôi sẽ trả cho anh 50.000 đô. Còn nếu anh chưa tin thì cứ đi về nhà, tôi sẽ đưa trước cho anh 25.000 đô. Sáng mai tôi sẽ đưa số còn lại. Về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lối mòn, tìm chốn yên vui đi. Không có Da Vinci, buổi triển lãm sẽ huy. Người nào tìm được nó, tôi sẽ trả 1 triệu đô. 1 triệu đô? Sao đưa được 50.000 chứ? Kính thưa quý vị, theo nguồn tin mà chúng tôi đã nhận được thì người nắm giữ Da Vinci hiện tại đang ở trong khu vực này. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xung quanh xem có phát hiện được điều gì không nhé. Lâu đi.
vì mình mà tự tử hả ta? Kính thưa quý vị, tạm gác lại vụ đời Vinci, chúng tôi vừa mới phát hiện ra một thanh niên đã nhảy lầu tự tử. Tình hình hiện tại của anh ta là tao còn sống, vẫn bình thường. Ê, để bên kia kìa. Ai nhường đó, đang giữ đồ Vinci gì á? Nhiều tiền lắm á. Run. Bây giờ mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ mấy người muốn lấy gì mấy người lấy đi. Nè. Cái gì nữa đây? Hoài tử đất nước Gia Lai. Nhiều tài nguyên. Đây là 25.000 đô còn lại. Cậu làm tốt lắm. Chúc cậu vui vẻ. Đây là chiếc Da Vinci mà cả ngày hôm qua mọi người đang săn lùng. Ngoài những chức năng cơ bản khác thì Da Vinci được nâng cấp camera, quay phim xóa phông, siêu trồng rùm. Phần nữa, với chiếc bút S Pen đã được nâng cấp, chúng ta có thể ra lệnh bằng cú chỉ mà không cần chạm tới điện thoại. Cảm ơn các bạn khán giả cả nước đã quan tâm đến Da Vinci. Tôi rất vui vì lấy lại được điện thoại này. Nó là bản thiết kế đầu tiên của Galaxy Note 10 Plus được bán ngày 23 tháng 8. Mọi người muốn sở hữu nó, nhanh chóng đến FPT Shop đã có giá tốt nhất và được tặng qua Harman's Kardon Onyx Studio 6. Thằng cha làm gì chi tán? Cứ làm như những gì tôi nói, cậu sẽ được trả hậu hĩnh. Bây giờ chạy đi. Hoàng tử, anh làm vậy là để tâm xem. À, nhớ, mua Galaxy Note 10 và Galaxy Note 10 Plus đến FPT Shop. Anh nhà Thủy. Em á. Theo anh. Em nói yêu ta lúc ta đã đổi thay. Em đã trao thương yêu trên tay anh bơ ngơ. Hàng ở Mỹ, qua dịch vụ FPT Shop. Ta trốn trong ký ức, trong bóng đêm hoang mang sao ta nghe ngỡ ngàng.